chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng. Ba Michael đang có mặt ở đây là số 581 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Luông với đường Hậu Giang. Hồi xưa đường Nguyễn Văn Luông này nó mang tên là đường Thiệu Trị. Trước đó nữa thì nó mang tên là đường Phú Định nha bà con. Cho nên ở đây con đường này, ở đây người ta gọi là ngã tư Phú Định nè. Còn mà quẹo tay trái là mình đi về ngã tư Phú Lâm. Còn mà quẹo tay phải nữa là mình sẽ đi về ngã ba Phú Định. Hình như ba mấy cô nhớ lầm là quẹo tay phải này mình đi thẳng xuống tới dưới á, là như nó có cây cầu. Cây cầu đó giờ không biết còn cầu không, nhưng mà như là cái cầu như cầu Bà Lài á, phải không? Ba mẹ còn nhớ là vậy, không biết phải không nữa. Thì cái này chắc chỉ có bà con cô bác nào ở khu vực này thì bà con cô bác mới biết. Nhưng mà ba mẹ còn nhớ thì xuống dưới là có cái cây cầu Bà Lài. Ở đây là cái cầu này, cầu Hậu Giang, bên đây phải là bến Nguyễn Văn Tố. Thì xin thưa bà con cô bác, tính hết bây giờ là hết tháng 5 rồi, coi như là các em học sinh nó bắt đầu nó nghỉ hè rồi đó bà con. Thì qua đầu tháng 6 này thì nó sẽ tới cái mùa gọi là mùa đi du lịch. Mùa này là cái mùa mà rất là sôi nổi, từ các thầy cô trường học rồi các em học sinh được nghỉ học, ba mẹ cho đi chơi rất là nhiều. Đường phố nó cũng vắng hơn rồi, hôm nay học sinh hết đi học rồi bà con. Đường này đường Minh Phụng nè. Bác thấy không? Tất cả các trường học là hôm nay không còn học nữa. Các em nó cũng không có mặc đồ ra đường. Bây giờ nói chung ra đường là con bác sẽ thấy nó vắng lắm. Rất là vắng. Vắng vì đường phố không còn có bóng học sinh nữa. Mà các em sẽ ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống hay gì đó, đi chơi, muốn làm gì đó là làm. Cầu này là ta hồi đó người ta gọi là cầu Bình Tiên nè. Bên tay trái này xưa có nguyên cái con kênh luôn bà con. Con kênh nước. Nhưng mà sau này cái đến thời này lúc nào ba mẹ cũng nhớ, tự nhiên lắp lại, bắt đầu cho xây nhà hết. Cái dòng sông đó thì bắt đầu tự nhiên đóng vô cái cống hộp. Và hiện tại ba mẹ cũng nghe nói là ở các phía bên quận 8 nè, không biết quận 6 này có không, thì nó sẽ cái gì ta, nó sẽ giải tỏa hết nguyên một cái khu vực luôn. Hàng loạt căn nhà bị giải tỏa. Chùa Bồ Đề Lan Nhã này là xin thưa bà con bắt cái góc đầu tiên là nằm ở trên quận 10 á. Bữa nào ba mẹ cô chạy vô đó rồi ba mẹ cô sẽ nói cho bà con bác nghe về cái chùa Bồ Đề Lan Nhã đó. Góc của nó là nằm ở trên đường Ngô Gia Tự, quận 10 đó bà con. Bây giờ như ba mẹ cầu nhớ lầm là bây giờ người ta làm bệnh viện mắt gì đó.
đây có mì chú cao này. Mì chú cao này thấy đi đâu cũng nhiều lắm nha. Đoạn đây là ngã tư đường Phạm Văn Chí, quẹo tay phải này xưa là về có một cái bến xe Phạm Văn Chí ở cuối đường ngay chỗ hãng rượu á bà con, hãng rượu Bình Tây. Còn trường mầm non Rạng Đông Ba này là hồi xưa đó là cái rạp hát, cái rạp này tên là rạp Hương Bình của một ông đại tá, gia đình ổng là ở phía sau của rạp hát này. À, cháo lòng Nam Định kìa, à, cháo lòng má heo tiết canh. Rồi mình quẹo qua đây con đường Phạm Văn Chí. Cháo lòng mà nói cháo lòng ngon á, đến giờ ba mẹ cậu ăn là chỉ có láo lòng ở trên đường Lê Văn Sĩ mà con, trên Tân Bình đó là ba mẹ cậu ăn, ba mẹ cậu thấy ngon. Chứ còn cháo lòng mà ở ngay chỗ Cô Giang giờ ba mẹ cậu ăn, ba mẹ cậu thấy cũng không ngon. Dù rằng là hồi nhỏ ba mẹ cậu chuyên ăn cháo lòng của cái bà đó mà sao giờ đi không thấy ngon nữa. Xôi xe báu nè, có một thời gian ba mẹ cậu thường hay chiều tầm khoảng 3 giờ chiều ba mẹ cậu ghé đây mua bánh bột củ cải ăn. Hồi đó chỉ bán buổi chiều à, giờ thấy bán luôn buổi sáng nè. Đường này đường Phạm Phú Tứ nè, bún cá Châu Đốc Mỹ Mập. Heo quay Kim Mai đó, YouTuber đó à, có một YouTuber cứ đứng đó mà quay. Điều đặn mỗi ngày cử sáng, quay xong là muốn làm gì đó là làm. Còn cái chuyện mà ai muốn coi thì coi, không coi thì thôi, họ không quan tâm. À, đây là chợ Bình Tiên rồi đó. Bán tầm bồng người mù, người mù bây giờ cũng phải ra đường ăn xin nữa đâu. Giờ mời bà con bác dạo một vòng, à, dạo một vòng chợ Bình Tiên. Wow, trái dầu ngon ha. Chợ thêm người mù nữa, wow. Chợ Bình Tiên này hôm nay xin tiền hơi nhiều ha. Khu này khu ăn uống nè bà con. Bà con các bác nhìn thấy à, thấy cảnh nè, cho cái bánh tâm bì kìa, hấp dẫn ha. À, bánh tâm bì nước cốt dừa, cái món này ba mẹ cũng thích lắm. Chưa ăn sáng gì hết mà chui vô cái chỗ này thấy nó đói bụng quá. Trời ơi lại mù nữa. Trời ơi lại mù nữa. Nhìn mấy cảnh đó thấy thê thảm quá. Chứng chiến tôi thường ở một mình. À,
số, ảnh em bé bán vé số. Nơi cái chợ, những cái chợ này nè bà con bác thấy nó dơ vậy đó, nhưng mà đây là một cái nơi mà nó gắn liền với cuộc sống mưu sinh của nhiều người lắm nha bà con. À, bán vé số cũng vậy nè, ha. Nó hơi lầy lội dơ chút. Xin thưa với bà con bác là bán cá cho thành thử ra là nước nó hơi lầy lội. Trời ơi ông thầy ông già nữa rồi bà con. Bởi vậy bà con bác thấy không, người già ở Sài Gòn này nó ra nằm đường cầm nấu xin tiền đó bà con. Nằm trên ghế nữa, quá thê thảm. Cuộc sống vẫn còn nhiều người nghèo quá. Đường này đường bãi sậy. Chúng ta đang đi trên con đường bãi sậy. Ba mẹ cầu nghĩ rằng đó là cái những cái dãy nhà bên đây nè, không biết có bị giải tỏa hay không nha bà con.
mà chắc chưa có lập tới cho nên thấy chưa có căn nào mà bị đập á. Hồi xưa bên tay trái này cũng không có nhà nha bà con. Không biết cái dãy này có bị đập không. Đây cũng chưa thấy cục kịch gì nè. Rục rịch chứ. Đó, nhưng mà bên kia là coi như là bị sang phẳng hết rồi đó. Đó, bên đây thì ba mẹ còn chưa thấy nhúc nhích gì hết. Nhưng mà bên đây là bà con bác xem nè. Đó, sạch sẽ. Đó, bên kia đó bà con bác không? Hàng loạt căn nhà bên kia là coi như là xong rồi đó. Bắt đầu ở dưới bà con bác thấy xe cậu, xe múc mới đang múc đất để nạo vét cái dòng kênh đó bà con. Khơi thăm cái dòng ra. Đó. Rồi đóng cừ đó, làm be bờ lại. Nhưng mà chỉ có một vố cái căn nhà ngay đây vẫn chưa đi nữa nè bà con. Đó, ngay trước chợ luôn đó bà con. Đó, bà mày còn thấy chưa có nhúc nhích rục rịch gì hết. Đây ba mày còn thấy chành xe nhiều á. Đó, hồi xưa ở đây là cũng giống nhà, cũng giống như bên kia vậy bà con. Đó, mà giờ bà con bác xem ha, bên kia thì vẫn còn nhà mà bên đây thì như là chưa nhúc nhích cục kịch gì hết. Đó, cái đoạn giữa ở đây là có người dọn đi nè, cho nên người ta đập rồi nè. Đó. Đường này đường Chu Văn An. Đường Chu Văn An này hồi xưa không có đường nè bà con. Chỉ có cái đường ở trên kia là cầu Ba Ly Cao thôi. Ngày đây không có đường. Bây giờ ta làm cái đường thẳng bon qua luôn. Con đường này đường Phan Văn Khỏe, hồi đó là bến Nguyễn Văn Thành. Đó, bà con bác thấy không? Đó, mai mốt giờ sạch, sạch luôn, sạch sẽ. Đó, đập hết luôn rồi bà con bác thấy không? Không biết cái đường đó có xuyên qua được không ta? Thấy ba mày còn chạy vô thử rồi. Không được thì mình chạy ra. Lần đầu tiên bà mẹ cậu đi vô hẻm này. Ra được không trời. Trong đây có một cái sân rộng dữ trời. Một số nhà ở đây cũng đập luôn rồi nè. Trời ơi. Sình nước này lội. Ta đang nóng cừ đó bà con múc. Trời ơi bà con bác thấy coi dưới dòng sông đó, người ta múc lên thấy ghê không, đất cát ghê không. Đó, người ta đang khơi thăm cái dòng đó bà con.
nó bích chịch luôn à. Rồi đó bà mày còn thấy xe đang múc đó bà con, múc bích chịch. Đất đá mà dưới dòng sông mà nó múc lên mà cao như núi á bà con, bắt không?